đến với bão tin tức, nguồn tin đầy sức sống mỗi ngày về chính trị, xã hội và an ninh quốc tế lẫn trong nước. Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu những diễn biến nóng hổi và đầy sôi động. Đừng quên nhấn theo dõi kênh và bật thông báo để luôn cập nhật thông tin mới nhất. Nga bắt giữ nhân vật quốc phòng hàng đầu thứ tư vì tham nhũng. Truyền thông Nga hôm thứ Năm ngày 23 tháng 5 đưa tin Nga đã bắt giữ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Trung tướng Vadim Samarin vì tính nghi nhận hối lộ quy mô lớn. Ông Samarin đã bị giam giữ và cáo buộc lừa đảo và ngôi nhà của ông đã bị khám xét. Đây là một vụ bắt giữ một nhân vật quốc phòng cấp cao lần thứ tư kể từ tháng 4 đến nay khi Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov bị tạm giam trước khi xét xử vì nghi ngờ nhận hối lộ. Kể từ đó, Trung tướng Yuri Kernesov, người đứng đầu nhân sự của Bộ Quốc phòng, và Thiếu tướng Ivan Popov, cựu tư lệnh quân đoàn 58 của Nga cũng đã bị bắt. Hàng loạt vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi lớn trong cơ cấu quốc phòng của Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin trong tháng này đã cách chức Bộ trưởng Shoigu, người đã phục vụ lâu năm, thay thế ông bằng cựu Phó Thủ tướng Andriy Belousov. Người phát ngôn Điện Kremlin phủ nhận một cuộc thanh trừng đang diễn ra. Ông Peskov nói với báo chí rằng cuộc chiến chống tham nhũng này là một nỗ lực không ngừng nghỉ, đây không phải là một chiến dịch. Trên thực tế, đây là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật của chúng tôi. Quan chức này lưu ý ông không thể đi vào chi tiết các vụ việc vì không có thẩm quyền. Tướng Samarin hiện đang bị tạm giam trước khi xét xử. Ông chịu trách nhiệm giám sát quân đoàn tín hiệu của quân đội từ năm 2020, vốn chịu trách nhiệm về liên lạc quân sự, gồm cả đảm bảo tín hiệu, chỉ huy chiến trường bí mật. Nếu bị kết tội, quan chức quân đội này có thể bị tuyên án từ 8 đến 15 năm tù. Các vụ bắt giữ trên là bê bối lớn nhất với quân đội Nga trong các năm vừa qua. Người sống sót kể lại cơn lốc xoáy kinh hoàng ở Loa. Lisa Bimen, người sống sót sau cơn lốc xoáy mạnh, đã đào bới đống đổ nát của ngôi nhà của mình vào thứ Tư ngày 22 tháng 5 sau khi cơn lốc xoáy xé tạc Greenfield, Loa vào thứ Ba ngày 21 tháng 5. Bimen cho biết, cô đang ở cùng chồng, con gái và cháu gái trong nhà thì cơn lốc xoáy khiến gia đình họ bất ngờ và phá hủy hoàn toàn ngôi nhà. Tôi chỉ cầu nguyện với Chúa suốt thời gian đó. Ngay sau đó, trần nhà của chúng tôi đổ xuống và chúng tôi la hét. Bimen đã sống cùng gia đình của cô trong ngôi nhà này được 28 năm. Chồng của cô Daniel, người bị mắc kẹt trong cơn lốc xoáy và không còn cảm giác được ở bàn chân, đã được chuyển đến bệnh viện ở địa phương. Cơn lốc xoáy biến nhà cửa và các tòa nhà khác thành đống đổ nát, khiến 4 người thiệt mạng và ít nhất 35 người bị thương. Con số thương vong được Bộ An toàn Công cộng Loa công bố vào một ngày sau đó, trong đó các đội cứu hộ tìm kiếm những mảnh vụn do cơn lốc xoáy để lại để tìm kiếm những người còn có thể bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Cơn lốc xoáy đổ bộ xuống Greenfield nằm trong số một loạt các cơn lốc xoáy được báo cáo ở phía tây nam Loa vào chiều tối ngày thứ Ba. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang cho biết các báo cáo sơ bộ đếm được 23 cơn lốc xoáy có thể xảy ra chủ yếu ở Loa. Trong số các tòa nhà bị hư hại ở Greenfield, có một bệnh viện buộc chính quyền phải thành lập một trung tâm chăm sóc y tế tạm thời tại xưởng gỗ và gửi một số người bị thương đến các cơ sở khác trong khu vực. Những cơn dông bão dữ dội kèm theo mưa đá lớn, gió gây thiệt hại lại được dự báo vào những ngày tới trên khắp vùng đồng bằng ở phía nam, với cảnh báo lốc xoáy có thể diễn ra ở phần lớn Texas cũng như một số khu vực khác. Paris hôm thứ Năm ngày 23 tháng 5 đã khánh thành bục tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic trước tháp Eiffel. Các linh vật của Thế vận hội mùa hè và các vận động viên Paralympic Pháp lần lượt tạo dáng chụp ảnh trên bục vinh quang mà ban tổ chức cho biết nó được làm từ gỗ tái chế. Ủy ban đấu thầu Thế vận hội Paris 2024 đã đề xuất một kế hoạch mạnh mẽ thân thiện với môi trường nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon. Thế vận hội Olympic sẽ được tổ chức tại Paris từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm 2024, sau đó là Thế vận hội Paralympic từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của báo tin tức. Đừng quên nhấn like, share, subscribe để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức nào. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.